Mến chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua một bài học tiếp theo. Đó là bài học về câu điều kiện loại 3 và loại hỗn hợp. Trước tiên chúng ta sẽ được học lý thuyết thông qua ví dụ. Sau đó chúng ta làm bài tập áp dụng. Và có một điều rất đặc biệt ngày hôm nay, đó là các em sẽ được mời chinh phục một thử thách. Ai vượt qua thử thách sẽ được nhận thưởng. Chúng ta bắt đầu nhé. Conditional sentence, tag 3. If Mary had studied hard, she would have passed the exam. Đây là câu điều kiện loại 3. Chúng ta cùng xem xét cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện sẽ có hai mệnh đề if và mệnh đề chính. Mệnh đề if của câu điều kiện loại 3 sẽ diễn tả một giả thiết ở quá khứ, past hypothesis. Và mệnh đề chính sẽ diễn tả kết quả ở quá khứ, past result. Trong mệnh đề if, động từ had studied, đó là thì hiện tại. Hay là quá khứ hoàn thành hả các em? Đúng rồi, đó chính là thì quá khứ hoàn thành đó các em. Giống y chang đúng không em? Như vậy, cấu trúc của mệnh đề if sẽ gồm có if cộng với chủ từ, cộng với had, cộng với động từ cột thứ 3 nếu bất quy tắc. Nếu động từ đó có quy tắc, chúng ta sẽ thêm ed vào sau động từ. Mệnh đề chính, would have passed. Đây, mệnh đề này có công thức như sau. Chúng ta có chủ từ cộng với would have và cộng với động từ cột thứ 3 hoặc là động từ thêm ed. Ngoài would have cộng với động từ cột 3 và thêm ed, chúng ta có thể có could have, có might have, có should have cộng với động từ cột thứ 3 hoặc là thêm ed. Hay chúng ta gọi với một tên khác, đó là quá khứ phân từ. Past participle. Chúng ta cùng đến cách dùng của điều kiện thứ 3. Mệnh đề if diễn tả một giả thiết ở quá khứ. Giả thiết có nghĩa là không có thật, đúng không các em? Như vậy, thực tế trong câu ví dụ này, chúng ta thấy rằng Mary không học hành chăm chỉ. Vì vậy, Mary không thi đậu. Đó là thực tế. Đó là một sự thật đã diễn ra ở quá khứ. Và chúng ta dùng câu điều kiện loại 3 để đưa ra một điều trái với sự thật ở quá khứ. Untrue in the past. Chúng ta cùng qua bài tập áp dụng nhé. Exercise 1, matching. Chúng ta sẽ nối một cái mệnh đề ở bên cái phần màu xanh này với một cái mệnh đề tương ứng, với một cái cụm từ tương ứng ở bên phần màu đỏ để cho nó tạo nghĩa câu hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ phải chiêm động từ trong cái phần câu màu đỏ này, cái mệnh đề màu đỏ này để tạo thành câu hoàn chỉnh. Trước tiên chúng ta cùng đọc qua các câu. Number one, if I had shared my knowledge with others. Shared là chia sẻ. Chúng ta cùng vô bài tập áp dụng các em nhé. Exercise 1, matching. Bài tập này trước tiên chúng ta sẽ phải nối những cái ý ở bên hàng màu xanh này với những ý ở bên hàng màu đỏ cho hợp lý. Ở đây nó chưa phải là một, bên hàng màu đỏ chưa phải là một mệnh đề, những động từ trong ngoặc chưa được chia. Chúng ta chỉ nối ý thôi, chúng ta tìm ý trước các em ha.
Câu số 1. If I had shared my knowledge with others. Shared là chia sẻ. Knowledge là kiến thức. Others là những người khác. Vậy là câu 1. Nếu tôi đã chia sẻ kiến thức với những người khác, thì chuyện gì xảy ra? Blah, blah, blah. Chúng ta sẽ đọc sau. Number 2. If I had had more information and knowledge. Information là thông tin. Number 3. If I had had the opportunity to put my knowledge into practice. Opportunity là cơ hội. Put my knowledge into practice là áp dụng kiến thức vào thực tế. Hay là vận dụng những cái chúng ta biết. Number 4. If I had known how to analyze the information. Analyze là phân tích. And number 5. If I had been able to improve my professional skills through self-learning. Improve là cải thiện. Professional skills, những kỹ năng về chuyên môn. Self-learning là tự học. Chúng ta cùng chuyển qua những ý bên phần màu đỏ. A. Be better at problem solving. Problem solving là giải quyết vấn đề. Better at, đây là so sánh hơn của good at, có nghĩa là giỏi hơn, giỏi giải quyết vấn đề hơn. B. Gain more practical experience. Practical experience là kinh nghiệm thực tế. Gain là đạt được, có được. C. Become more successful at work. Successful là thành công. At work là trong công việc. Have more close friends and supporters. Close friends thì các em biết đúng không nào? Supporters là những người ủng hộ. Và E. Improve my critical thinking skills. Critical thinking skills là tư duy phản biện. Tức là trước một vấn đề, chúng ta sẽ tự đặt ra câu hỏi xem là tại sao lại như vậy? Có cách nào tốt hơn hay không? Liệu cái đó có đúng hay không? Vân vân. Cái đó gọi là critical thinking skills. Năm câu ví dụ này rất hay đúng không các em? Đều nói đến những vấn đề rất cần thiết, những kỹ năng rất cần thiết để thành công trong thời đại 4.0 ngày hôm nay. Thứ nhất là share knowledge. Thứ hai là có thông tin và kiến thức. Thứ ba là áp dụng những điều chúng ta biết, những điều chúng ta học vào trong cuộc sống. Thứ tư là phân tích thông tin. Và thứ năm là phải có kỹ năng tự học nữa. Và chúng ta cần không chỉ có những kiến thức, chúng ta cần áp dụng nó vào thực tế. Các em có 2 phút để đọc lại những phần này và chúng ta sẽ nối. Chưa đến 2 phút đâu các em nhỉ? Nhưng mà cô nghĩ là các em đã có kết quả rồi đúng không? Chúng ta cùng so sánh với cô nhé. Cô nối 1 với D, 2 với A, 3 với B, 4 E và 5, dĩ nhiên còn lại một cái thôi, đó là C. Và đây là kết quả.
Các em làm giống cô không? Ok, good. Chúng ta qua phần kiến thức tiếp theo của bài ngày hôm nay. Đó là conditional sentence, mixed type. Câu điều kiện dạng hỗn hợp. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ mix cái loại 2 và loại 3 với nhau. If Mary had studied hard, she would go to university now. Nếu Mary học hành chăm chỉ thì giờ đang học đại học rồi. À, chúng ta biết một điều, đại học không phải là con đường duy nhất để đến thành công, nhưng có lẽ là con đường ngắn nhất, đúng không các em? Và chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì mục tiêu của chúng ta, cô nghĩ rằng đa số chúng ta đều đặt ra cái mục tiêu là học đại học cho mình. Chúng ta cùng phân tích câu này nhé. Mệnh đề if diễn tả giả thiết ở quá khứ. Nếu hồi đó mà Mary học hành chăm chỉ, và mệnh đề chính diễn tả kết quả hiện tại, thì giờ đang học đại học. Mệnh đề if chính là điều kiện loại 3. Mệnh đề chính, công thức như thế này, chủ từ cộng với would cộng với động từ nguyên mẫu. Đây chính là mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2, đúng không các em? Vậy chúng ta đang mix loại 3 và loại 2 với nhau. Ngoài chữ would, chúng ta có thể dùng chữ could, might và should. Vậy loại hỗn hợp này đưa ra một giả thiết về một điều đã làm hoặc đã không làm ở quá khứ, ảnh hưởng đến một kết quả ở hiện tại. Chúng ta còn có thể mixed loại 2 và loại 3 theo hướng ngược lại. Ví dụ, if I had the cell phone, I would have called you last night. Mệnh đề if diễn tả một giả thiết ở hiện tại, tức là một điều trái với hiện tại. Nếu tôi có điện thoại di động, vậy thực tế là tôi không hề có. Mệnh đề chính thì lại diễn tả một kết quả ở quá khứ. I would have called you last night. Nếu tôi có điện thoại di động thì tối hôm qua tôi đã gọi cho bạn rồi. À, nhưng mà thực tế là tôi không có điện thoại di động nên tối hôm qua tôi không có gọi cho bạn. Ý nghĩa của câu là như vậy. Và chúng ta có công thức mệnh đề if là điều kiện loại 2, đúng không các em? If cộng với chủ từ cộng với động từ cột thứ hai hoặc là động từ thêm ed, đó chính là câu điều kiện của, đó chính là mệnh đề if của câu điều kiện loại 2. Và mệnh đề chính, chúng ta có chủ từ cộng với would have cộng với động từ cột thứ ba hoặc là động từ thêm ed. Đây chính là mệnh đề chính của điều kiện loại mấy nào? Đúng rồi, loại 3. Ngoài would have, chúng ta có thể dùng could have, might have, should have, tùy theo nghĩa của nó các em nhé. Như vậy chúng ta đã mixed loại 2 với loại 3. Hồi nãy chúng ta mix loại 3 với loại 2. Còn bây giờ chúng ta mix loại 2 với loại 3. Nó theo cái chiều ngược lại các em ha. Chúng ta qua bài tập áp dụng. Chúng ta sẽ chia động từ trong ngoặc về dạng đúng để tạo thành câu điều kiện phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ phải quyết định xem là mệnh đề if chúng ta sẽ dùng điều kiện, sẽ chia ở điều kiện nào các em ha. If I shared my knowledge with others. Đây đang nói đến tình huống của cái người ở trong cái bài tập số 1 đó các em. Vậy chúng ta thấy share này sẽ là điều kiện loại 3, diễn tả một giả thiết ở quá khứ. Trong mệnh đề chính chúng ta thấy có chữ now. Vậy đây sẽ là
kết quả ở hiện tại. Vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh như sau. If I had shared my knowledge with others, I would have more ideas on how to find a more suitable job now. À, các em thấy không? Sharing rất là quan trọng trong thời đại ngày nay. Nếu chúng ta giữ lại cho riêng mình thôi, ai cũng nghĩ như thế cả, ai cũng sẽ giữ lại cho bản thân mình, thì knowledge, thì kiến thức, thì những cái thông tin sẽ không được tận dụng tối đa. Câu số 2. If I gain some experience in solving problems, I be promoted to a new position now. Promoted là thăng chức, position là vị trí. Cũng nói lại cái người ở trong bài tập số 1. Vậy cái chuyện gain some experience in solving problems này là quá khứ. Và với chữ by now ở đây, chúng ta sẽ dùng kết quả ở hiện tại. Vậy chúng ta có câu như sau. Chúng ta qua câu số 3. Cũng tương tự như câu 1 và câu 2. Cái tình huống ở mệnh đề điều kiện, mệnh đề if là tình huống ở quá khứ. Chuyện đã rồi. Và mệnh đề chính có chuyện now, vậy đó là kết quả ở hiện tại. Câu số 4. Cũng tương tự đúng không các em? Câu số 5. Các em thấy cũng tương tự như 4 câu trên. Mệnh đề if sẽ là câu điều kiện loại 3. Và mệnh đề chính có chữ now, như vậy sẽ là mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2. Vậy chúng ta có loại hỗn hợp như sau. If I had been able to improve professional skills through self-learning, I would be a manager now. Manager là quản lý, một nhà quản lý. À, vậy chúng ta thấy cái tầm quan trọng của self-learning chưa nào? Exercise 3, Task 3 or mixed. Chúng ta qua bài số 3. Trong bài này, chúng ta sẽ phải quyết định xem những câu này, những câu điều kiện là nên chia về loại 3 hay là loại hỗn hợp. Chúng ta cùng nhìn các dữ liệu trong câu. Chúng ta thấy mệnh đề if có chữ before. Vậy đây là quá khứ đúng không em? Và trong mệnh đề chính chúng ta có chữ now. Vậy đây là một loại hỗn hợp. Chúng ta có đáp án như sau. Vậy câu số 1 là mixed conditional sentence. Câu số 2. Trong câu số 2 chúng ta có động từ present. Present his ideas là trình bày ý tưởng. Previous job là công việc trước đây. Nếu anh ấy biết cách trình bày ý tưởng trong công việc trước đây, vậy đang nói đến quá khứ đúng không? Một giả thiết ở quá khứ. Thì anh ấy đã không có khó khăn gì. No trouble. Trở thành một good manager. Vậy thực tế anh này hiện giờ không phải là good manager. Vậy chuyện này là giả thiết ở quá khứ. Đó là câu điều kiện loại 3. Câu số 3.
She's out of work again. To be out of work là thất nghiệp. Ở đây các em thấy có dấu chấm cạn này. Ôi, cô ấy lại thất nghiệp rồi. If she continue improving her skills through lifelong learning. Lifelong learning là học suốt đời. Học, học nữa, học mãi đó các em. She find new ways to make herself more employable. Employable là được thuê mướn, tức là tìm được việc làm. Vậy đây là điều kiện loại mấy nào? Loại 3, đúng rồi. Câu số 4. Engineers là kỹ sư. Fail là thất bại. Keep up with là bắt kịp. Developments, sự phát triển. Technology, công nghệ. Tình huống này, người ta, đây chính là kết quả, đây chính là tình huống đúng không nào? Those energies have failed. Vậy cái if này là nói chuyện về quá khứ. Vậy chúng ta có loại, loại 3, chính xác. Câu số 5. Chúng ta có tình huống là do not have good memories. Memories là trí nhớ tốt. Good memories là trí nhớ tốt. Vậy cái tình huống này cũng là loại 3. Vậy khi chúng ta cần phải quyết định xem đó là loại 3 hay là loại hỗn hợp, thì chúng ta xem những cái gợi ý. Ví dụ như trong câu số 1, chúng ta có gợi ý là before và now, vân vân. À, chúng ta còn gì nữa các em nhỉ? Còn cái thử thách đúng không? Vậy bây giờ cô sẽ nhờ các em dịch cái câu hát này sang tiếng Anh nhé. Các em phải quyết định xem các em dùng loại 3 hay là loại hỗn hợp. Các em sẽ comment bên dưới và nhận thưởng. Ok. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau. Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Các em hãy dịch cái câu hát vừa rồi của cô sang tiếng Anh. Nhớ sử dụng câu điều kiện hợp lý. Và nếu các em thấy cô hát hay, cho cô một like và share cái video này, cũng như là đăng ký kênh các em nhé. Chào các em. Bài học của chúng ta hết rồi.